Hôm nay Phú lại đi ra cánh đồng, Phú lại đi đặt cua nha mọi người. Chứ mọi người có các bạn hỏi Phú chứ đặt cua mà cánh đồng được không? Thì cua ở đâu đặt cũng được mọi người. Chỗ nào nó có nước là nó có cua thôi. Thường thường là Phú ra con suối Phú đặt. Ở con suối thì con cua nó đẹp hơn. Nó trắng trẻo, nói chung là nó rất là dễ thương. Còn con cua ngoài cánh đồng á là nước nó khi nó nước nó không có chảy được mạnh như ở ngoài suối á, là con cua nó hơi bị đóng phèn, cho nên là con cua nó đen. Với lại chắc con cua ở ngoài đồng này nó làm việc vất vả cho nên nó đen á mọi người. Đây. Bây giờ Phú sẽ đi ở ngoài đồng thì cũng có những cái kênh gạch nhỏ đó. Rồi Phú đặt ở trên mấy cái con mương nhỏ đó mọi người. Ở vùng quê ở Phú á là người ta gọi là cái con mương. Còn ở trên này thì kêu bằng cái con suối nha mọi người. Phú thì ở miền Tây nha mọi người. Miền Tây, Hậu Giang là quê của Phú đó. Cái này cánh đồng này lúa xanh bát ngát, đẹp cực kỳ. Chứ còn chừng khoảng một tháng nữa là cái cánh đồng này lúa nó chín. Tới mùa người ta đi rặt lúa, rặt bằng máy á mọi người. Vui lắm. Sắp tới đây là Phú đặt mấy cái trên đây nè. Cái chỗ này là nước cái tự trên đây nó chảy xuống đây. Chảy xuống đây, cái trong đây nó có một cái đường mương nhỏ, nó chạy thẳng về đây, nó bọc dòng ở bên kia. Còn cái đường này nó cũng chảy vô, nhưng mà chảy vô cái ao quan. Nhưng mà Phú đặt hai bên luôn. Bây giờ Phú lấy cái bên đây trước nha. Ở đây cũng cái đường này thì nó cũng cạn rồi, nó không sâu rồi mọi người. Mà ở dưới đây cái đường dưới đất đó là nó cát không à. Chị qua đặt rồi nó cạn sâu bên này, nó ngập vậy. Ý, rất là nhiều. Trời ơi, trúng mánh luôn rồi, vô rồi, vào luôn các bạn ơi. Đó, một cái đầu tiên mà nó chạy như vậy thì thấy rồi. Hôm nay khẩm luôn, vào luôn. Nên ăn cái vịt mồi của Phú là không còn có vịt mồi gì luôn rồi. Cái vịt mồi đó đây vẫn còn vịt mồi nha. Mồi này là ngày là mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó. Một buổi sáng á, Phú giới thiệu cái hướng hướng dẫn làm mồi của Phú đặt cho mọi người xem á. Mọi người thấy không, con cua mà nó ở ngoài suối á, ngoài cánh đồng á nè, nó hơi đen đúng rồi luôn nè, đen. Ngày mai Phú đặt ở ngoài suối rồi Phú quay những con cua ngoài suối cho mọi người xem nha. Còn một cái trên đây nữa, không ngờ mình ra ruộng mình đặt nó cua nó lại nhiều như vậy. Đây nè, ui quá trời luôn mọi người ơi, quá trời luôn. Nó thấy không mọi người, thấy không, nó bò lên trên luôn nè. Không thể tin được. Tại vì cái cánh đồng này á, cánh đồng này lâu lắm rồi Phú mới đặt lại. Lúc mà còn chỉ thị 16 á, tới mà chỉ thị 16 cộng á, 16 cộng 15 cộng gì mình không gành lắm, nhưng mà cái lúc đó Phú được đi đặt rồi, là Phú ra ngoài này Phú đặt á, nó cũng nhiều lắm. Rồi hai cái này khoảng 4 kg, mà theo cái thời điểm mà như lúc trước á là 100.000 một ký. 4 cái này là Phú được 400 rồi đó mọi người. Còn thời điểm bây giờ nó vô mùa rồi,
cho nên là cua nó hơi nới giá lên một tí. Với lại cái đầu mùa này cua nó cũng ít lắm nha mọi người, nó không được nhiều. Cái gần cuối mùa là cái số lượng cua nó rất là nhiều, tại vì cái đầu mùa này là những cái con cua nó nằm ở trong hang á, rồi nó mới ra là những cua đó là con cua trưởng thành không à, cái ra nó sinh sản rồi tới cái gần cuối mùa là những con cua con á nó lớn lên. Bây giờ những con cua nó còn mới lớn, Phú đặt cái lợp thưa cho nên là Phú bắt cua bự thôi, còn cua nhỏ không bắt. Cái gần lúc đó lắm bắt đầu con cua nó lớn lên, nó rất là nhiều, mãi tám với mọi người không mà không vô đây. Ở trong đây có một cái nữa nha mọi người, đây nè, Phú đặt kỳ kỹ ở trong đây, Phú sợ mấy thằng đi soi á, đêm á. Đây cái này, con này cũng thấy nè, quá trời luôn mọi người ơi. Yeah. Thấy nó bò ở trong đây rung rinh. Đây cái này nó cua em bé không, đi ra đi ra, trong đây khó coi quá. Gọi là cua em bé nhưng không phải cua em bé đâu, con cua này nó đã già, nó đã lớn rồi đó. Ở đây ây da, thấy con cua này nó đang có con mọi người, con nó nhỏ không à, cái thương nó quá. Thả nó đi, mình nuôi con mình đi nha, mình đẻ nhiều con nhớ không đó, nó đi rồi đó mọi người. Đó, ba cái của Phú đây. Bây giờ Phú còn ở trên một cái đoạn này là Phú đặt hai cái nha mọi người. Nói xung quanh đây là nguyên một cái đồng, cái đất cái bên này người ta bỏ rồi, không phải là người ta bỏ đất đâu, người ta chỉ mùa này người ta làm không làm thôi, ta bỏ người ta, ta bỏ cỏ hoang luôn á. Còn bên đây người ta làm là rất là đẹp không, cái đồng ở đây nó mị mị xa xa gần tuốt tuốt trên kia kìa, ta còn làm nhiều lắm. Rồi phía bên đây nữa, phía dòng coi như là ba bên bốn phía đều là làm cánh đồng lúa, chỗ nào người ta không làm lúa thì người ta trồng dâu á mọi người, dâu nuôi tầm á, rồi người ta trồng đậu bắp, người ta trồng đủ thứ hết luôn. Người cái bẫy của mình đâu ta, mình cái đoạn này mình đặt hai cái, mình chia ra mình đặt hai cái nhưng mà không biết giờ, không biết giờ nó đặt ở đâu. Bây giờ hơi căng này nha, qua đây sớm sớm đây nè, Phú đặt ở đây, Phú đặt ở đây. Ê trời trời trời, nước trôi tên này, cái bẫy của mình nó ra đây luôn mọi người nè, nước trôi á, để cho chút nữa là người ta phát hiện người ta lấy mẹ cái bẫy rồi. Ý nó vô con cá chê ngon, trời ơi con cá chê nó đẹp. Phú đem nó lên trên bờ đó mọi người nè, cái đây là cái năm cái của Phú rồi nè, ở đây là ngay cái đường cống á, cống chạy xuống cái nó bị gác, nó bít lại á, nó bít lại cái chỗ này nè, nó bít cái chỗ này lại, nó không có thoát được cái xuống dưới chỗ này đó, cho nên là nó chạy theo cái bờ luôn nè, lên bờ á. Bên đây cũng có cái cống nữa nhưng người ta chặn lại rồi, nó thoát lên trên đây, nó không có cho vào cái đường suối này á. Ở bên đây Phú đặt một cái bên đây. Ở bên đây cua nó cũng nhiều lắm mọi người. Còn ở chỗ cái cánh đồng này nè, cánh đồng này người ta bỏ hoang cũng hơi đau lâu rồi, có miếng nè, có hai con gà nước ở đây nó kêu suốt cái đây. Nào Phú đem bẫy cái đây, Phú đặt ở đây. Đó, có con chim gì đây nè, Phú đặt ở trong đây nè mọi người. Cái từ cái trên đường này á là nó đi xuống đây là nó cũng là một cái con suối nữa, nhưng mà suối này nó đầm lầy, nó sình đất không à,
suối này cái ta bỏ qua cái không có đường thoát nước đi, nước chảy cũng yếu lắm. Nhưng mà Phú biết có cua, Phú vẫn đặt. Hôm qua Phú đặt ít cái thôi. Nè, thấy không mọi người, thấy không? Có là nó bò lên rồi, thấy không? Ồ, quá trời luôn. Nhưng mà cua ở đây nó không được lớn như ở ngoài suối nha mọi người. Nó nhỏ hơn nha, nó đen hơn luôn. Đây. Đó. Được mấy cái rồi, 6 cái. 6 cái của Phú có con cá chê nha. Đó, 6 cái nha mọi người. Nó đẹp. Sáu cái Phú, sáu cái của Phú mà được chưa đâu mọi người. Sáu cái này nó không gần 8 kg rồi đó nha. Cái này không là hơn 2 kg rồi nè. Đó, cái này cả ký rồi ha. Cái này cũng gần 2 kg nữa nè. Rồi cái này luôn con cá chê luôn nha. Cá chê cũng bự á. Cá chê này về nấu cái món gì giờ đây nè. Giờ Phú bỏ mồi, cái đầu Phú đổ mồi bỏ, Phú lên trên kia. Phú còn đặt mỹ mỹ ở trên kia đó mọi người. Phú lên trên kia, Phú đổ tiếp nha. Hôm nay Phú không có đem cái đồ đựng theo mọi người. Tại cái đồ đựng Phú đi cái con suối á. Con suối Phú mới lấy cái đồ đựng nha. Còn cái này trên cánh đồng cho nên là Phú không có lấy cái đồ đựng. Phú dạy cái là Phú xếp Phú bỏ con về nhà, cái về nhà Phú đổ thôi. Rồi Phú xếp cái cây nào theo cây nấy, cái chiều Phú đi đặt á. Chiều Phú đi đặt là Phú lấy cái nó dễ. Về là Phú chọn ra cho có, nó có ngăn nắp hết trơn. Đó. Cái bẫy của Phú rất là gọn ha mọi người. Có con nó chạy ra đây giục nó vô đây. Phú đặt cua vậy nè, chứ Phú dính ếch nè, rồi dính cá nè, không phải tốn tiền đi chợ. Hôm qua Phú làm mồi ít quá cho nên đặt nó cũng còn dư 2 cái mà không có mồi. Rồi bữa nay là tại vì Phú đặt chừng chục cái, hơn chục cái cho nên nó cũng nhẹ lắm. Ôi nặng vậy. Rồi bây giờ mình đi lên kế tiếp cái trên kia nha mọi người.